lập cái tổ nuôi phi không cậu cũng thành tháo à chưa có con gì nữa. Ờ, cá rô phi chà bá luôn. Dạ cho con mấy con cũng được. Có thu hoạch à. Nó rồ rồ trong hang các bạn. Sâu sâu hả? Trọng hả? Đụng đuôi hả cậu? Không đụng luôn. Không đụng luôn, sâu quá. Hết tài. Sâu quá đi. Đút cây. Ôi cá chạy. Làm cái ổ đó. Không à. Cá lóc chui hang ha, nó khô ha. Mấy bữa mưa mưa chích bữa ký kia mấy luôn. À. Hết mưa rồi. Có cá rôm không? Không. Sen này giữ nước không được, nó hư hết hay không? Nó bị hư chứ không phải là không giữ nước đâu. À. Cậu đẩy cái bọng cơ lại là nó có nước á. À. Chết riết rồi mà. Chục ký cá rô hả? Mấy bữa mưa đầu hả? À, nó lên mấy ruộng khô trên rồi.
Đó, học học không cậu? Học học nước đó. Không có. Không có. Nước gì dở nghe tá bọc ăn tay. Nước gì chúng ta không chết nữa. Rồi cá sặc quá chị, cá sặc quá chị. Ở nhà cũng ở trong cái gì cũng đáng, cũng đáng. À cá sặc mà bạn thấy khủng khiếp. Nhà không có hả? Dạ, ngộ ha. Ừ. Thấy luôn á. Có bữa đầu nghe mưa đầu á thì ông Út ông bắt được đâu 6 7 kg á cậu. Rồi nó con gì nó ọc qua đây rồi. Ông Út ông bắt hay vậy. Nghe cái ông Út vô á, nghe cái đám heo nằm ổng á. Ờ. Ổng heo rừng á. Ông bắt đâu được 7 kg 7 kg mấy gì á. Hết hả? Nhái không à. Ớt thì mấy bữa sau á con mưa lớn cây á con bắt được 2 con à. Năm nay như cái lúc mà nước rong lên á nó lên đẻ hết rồi. À. Ừ, lên tới đây nằm. Đó. Nó khôn nó lên trên rồi. Khôn. Đi cái nào? Dạ.
mệt hết luôn. Khôn hoa nó lên trên đây nằm không ha. Chuối nằm dắt đầu còn chục xíu nữa. Bữa còn lỗi có cái con nào ở hết á. Cho lóc lớn nó nhảy ra phóng ra hết rồi. Rồi. Cháu nhỏ bị ông đánh. Chạy tùm tùm. Đó có ổ ong nghệ kìa đó, ong vàng đó. Mẹ nó mới đánh cho. Ôi giời ơi. Nó lên nó lên nó lên nóng bờ.
nằm trong hang, nó chưa vô hang luôn á, nằm trong mấy cái. Bởi vì nãy đi vô mấy cái hang thấy không? Dạ không có, không có, nằm quay của mấy lỗ. Ở dưới này mà nếu không. Dạ. Hả? Nửa ký hay không? À, hai tháng mới bắt lại nó cũng ngay chỗ đó luôn. À, nó vậy có nó hang. Cái hang xảy một đêm trước. À. Cũng đi đứng bờ về mà nó luồn vô cái chân mình rồi mình nghe rút cái chân là biết con lươn rồi. À. Nhảy ra chích bình liễu bắt không được. À. Khoảng tuần sau xuống bắt cũng không được nữa. À. Bỏ luôn. Khoảng 2 tháng sau xuống. Vẫn nằm ngay đó. À, vậy nó có hang. Có cái hang. Chính nằm trong cái hang đó chứ nửa ký đó. Ừ. Đã mấy lươn bự bự nó nấu cà ri hay không? Ấy là dạ ngon, thịt chắc lắm chứ lươn là 800 mà ra cậu cậu ngõ đây này, đây này. Kìa nó nằm câu cũng dính lâu cũng có được mấy rô mề bự lắm. 300 gram, 400 gram. Thank you.
Nó bự rồi. Sạc cái gì không vậy? Cái lóc hả cậu? Ừ. Phi ha, chạy sợ. Cái ha. Lọc. Thu hoạch của cậu hôm nay. Ký máy nhỏ nhiều lắm. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ. Chị.